con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ thường tọa thanh tâm và quang lâm vào đạo tràng. Và Quỳnh kính chào Tam Quý, kính chào Diễm Nguyễn, kính chào Thi Lâm, kính chào Trang Thư, kính chào chị Metta, kính chào Sức Hòa. Nam mô Bụt Tha Dạ, Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Và hồi sáng thì Vinh Kinh có cho bài học cho Nhật Quỳnh mà bài dài quá, mà tới 52 tâm sở mà đưa qua email nên là do Nhật Quỳnh chưa có làm kịp, chắc phải ôn lại bài cũ thôi, chưa bài mới 52 tâm sở mà Nhật Quỳnh không làm kịp. Dạ, xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, bây giờ thì con thấy sư đổi đích rồi. Dạ, sư có thể cầm mic để cho chúng con một bài pháp ngắn được không sư? À, kính chào Huynh Kinh vừa vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với Huynh Kinh nha. Dạ, Huynh Kinh cho bài Nhật Quỳnh hồi sáng mà ngoài công việc ở room xong, Nhật Quỳnh quá bận luôn, không có làm bài kịp bên ơi. Dạ, nên lúc nãy thì ngày chị Đức thì cũng bận đi ra ngoài chùa Đạo Quang nên ngài cũng không có vào đạo tràng. Dạ, bây giờ Quỳnh có thể cho Nhật Quỳnh một ý kiến cho mình bớt lại. Dạ, đã làm sẵn nhưng mà phải nói lợi, phải thế này thế kia mới bớt bài lên được Quỳnh ơi. Để như email đâu có post lên, bao thoát đâu có cho. Dạ, nên là phải làm lợi thôi. Chứ mình post vậy là email trên bao thoát nó không có cho mình post. Nên là Nhật Quỳnh mới làm được có một khúc. Dạ, còn lại một số nữa chưa có làm kịp. Thôi bây giờ bấm cũ soạn lại đi nha. Dạ, bấm cũ soạn lại đi. Nhật Quỳnh mời Quỳnh Linh Bích đi, là Nhật Quỳnh post lại cái bài 25 tâm sở tịnh hảo rồi với một bài pháp cứu thôi nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, kính mời Huynh Kinh ạ. À, Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ mà. Alo, 1 2 3. Alo, quý vị nghe không ạ? Alo. Dạ, ok rồi. Xin Nhật Quỳnh đưa bài đã nè, ngậm giấm luôn sao mà cho vô tủ ngậm giấm rồi. Thôi giờ cái quá cho cái bài từ trước với lại cái bài kinh pháp cứu mới á, cũng phải đọc cũng được, là từ sau đọc luôn. Chứ đúng ra hôm nay là phải đọc cái bài đó cho nó xong, tại vì hôm nay là chúng ta học tới tâm sở cuối cùng là tâm sở tự quyền ha, và chấm dứt cái phần tâm sở. À, coi như là hôm nay là chúng ta học tốt nghiệp luôn, rồi ra trường là lãnh bằng xong rồi quý vị chuẩn bị hành trang lên núi nữa mà luyện nữa. Này là như buổi chót của cái phần tập sở. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh làm bảo tóm tắt. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhamatulang Sasatthammakkhanuttamang Akhivanijapasissang Abhidhammattasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chưa được trong vị dự pháp. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình chúng ta còn một tập sở cuối cùng trước khi vào học
Phần đó thì mời cô Diệp Quỳnh post lại cái bài cũ với cái bài pháp cú mới để cho quý vị lên đọc và lưu lại. Xin mời cô Diệp Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm từ hoan hỷ đọc bài trước cái bài gia sư. Các bạn trai chị Mạch Ta, dạ kính mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, con kính thỉnh sư Thanh Tâm đọc trước. Xin lỗi mô Phật, con đem cái lòng thành kính làm lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin phong đọc trước. Tâm sở tịnh hảo, so pana cetasika có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành Sopanasatharana có 19. Rồi đưa bài thêm rồi. Thứ nhất là số 1 là tính Sattha, 2 là niệm Sati, 3 tàm hiri, 4 là quý ottappang, 5 là vô tham alopo, 6 là vô sân adoso, số 7 hành xả tatra ma chataka, số 8 tịnh thân ca giá phát sát thiết, số 9 tịnh tâm chít ta phát sát thiết, số 10 khinh thân ca giá lá phú ta, 11 khinh tâm chít ta lá phú ta, 12 nhung thân ca giá mút đút ta, 13 nhung tâm, 14 thích thân ca giá cầm mình ta, 15 là thích tâm chích tá cầm mình nhá ta, 16 là thuần thân ca giá ba quân nhá ta, 17 thuần tâm chích tá ba quân nhá ta, 18 chánh thân ca giúp giúp ca ta, 19 chánh tâm chút tu chút kata. Nhóm 2 giới phần quý rá tí vô có 3, 1 chánh ngữ samma wa cha, số 2 chánh nghiệp samma kammanto, số 3 samma ajivo. Nhóm 3 vô lượng phần appamanya có 2, bi karuna 2 tùy hỷ, mudita nhóm 4 có 1, 1 tệ quyền, banh nhìn quý giá. Kinh Pháp Cú 237 Upani Tawayo Chá Đà Ni Sĩ Sam Ba Già Tô Sĩ Giá Má Sá Sàng Tí Kê Hoa Sô Tê Ná Thí An Tá Rá Ba Thầy Giá Ba Thầy Dâm Bí Chá Tê Quý Chá Ti. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương,
giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Rồi, sư đã đọc xong, không biết các vị có nghe được không ạ? Rồi, kính mời vị kế tiếp nha, một phần. Tham ma giá màu sang khà giá. Dạ con kính lễ sư Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin đọc bài học hôm nay. Tâm sở tịnh hảo xô phá ná chê á có 25, chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành Sophana Satharana có 19, 1 tính, Satha 2 niệm xá tí, 3 là tạm, hí rí, 4 quý, ốt tắp băng, 5 vô tham, á lô phô, 6 vô sân, á đô sô, 7 hành xã, tá trá mắt chát, tá ta, 8 tịnh thân, ca giá bát, sát thí, chính tịnh tâm, chích tá bát, sát thí. 10. Khinh thân, ca giá lá hú ta. 11. Khinh tâm, chích tá lá hú ta. 12. Nhu thân, ca giá mú đú ta. 13. Nhu tâm, chích tá mú đú ta. 14. Thích thân, ca giá căm manh nhá ta. 15. Thích tâm, chích tá căm manh ta. 16. Thuần thân ca giá ba gun nhá ta. 17. Thuần tâm chích tá ba gun nhá ta. 18. Chánh thân ca yút chú ca ta. 19. Chánh tâm chích tút chú ca ta. Nhóm 2. Giới phần quý rá tí vô có 3. 1. Chánh ngữ Samma Vajja. 2. Chánh nghiệp Samma Kammanto. 3. Chánh mạng Samma Ajivo. Nhóm 3. Vô lượng phần Appa Manya có 2. 1. Là Bi Karuna. 2. Tùy hỷ Mudita. Nhóm 4. Có 1. 1. Tuệ quyền banh nhìn rí giá. Dạ, câu pháp cú 237. Ú bá ní tá quá vô, chá đà ní xí, xâm bá gia tô xí, gia mát xá, san tí kê, qua sô tê, nát thí, an tá rá. 3. Thay dâm bí, chá tê, quýt chá tí. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Dạ con đã xong, con xin trả mít lại đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa cùng chư tôn hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào ca. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dung Nguyễn ơi, nghe Nhật Bình đọc xong rồi đưa bàn tay nha Dung Nguyễn. Dạ đạo tràng hôm nay vắng bóng Trần Đạo rồi. Trần Đạo lúc sáng đã có thưa với thầy là không có giao học được. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Bình xin phép đọc không có post đàn bài ạ. Tâm sở tịnh sô phá ná chê ta si cá có 25, chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành sô phá ná sa tha ra na có 19, 1 tính sát tha, 2 niệm sát tí,
ba tàng hy rí bốn quý ốt tấp bằng năm vô tham a lô vô sáu vô sân a đô sơ bảy hành xã tát ra mắt chát tát tà tám tịnh thân ca các bát sát thí chín tịnh tâm chích các bát sát thí mười khinh thân ca gia la hút ta 11 kinh tâm chích ta la hút ta 12 nhu thân ca gia mu đúc ta 13 nhu tâm chích ta mu đúc ta 14 thích thân ca gia cầm manh nha ta 15 thích tâm chích ta cầm manh nha ta 16 thuần thân ca gia ba guồn nha ta 17 thuần tâm chích ta ba Guồn Nha Ta 18 chánh thân Ca Yut Chúc Ca Ta 19 chánh tâm Chích Tuất Chúc Ca Ta Nhóm 2 giới phần Viratiyo có 3 1 chánh ngữ Samma Wa Cha 2 chánh nghiệp Samma Kammanto 3 chánh mạng Ma A Chi Vô Nhóm 3 vô lượng phần Áp Ba Manh Nha có 2, 1 Bi, Karuna 2, Tùy Hỷ, Mudita, nhóm 4 có 1, Tuệ Quyền, Bành Nhìn, Rí Giá. Bài Pháp Cú 237 Ubani Ta Quay Dơ Chát Đà Ni Sít Sầm Ba Già Tờ Si Giám Mát Sa Sành Tí Kề Qua sơ tê nát thi anh ta ra Dạ, sai rồi Qua sơ tê nát Qua sơ tê nát thi anh ta ra bà Thầy dầm bí chá tê Bí chá tí Đời ngươi nay sắp tàn Tiến gần đến Diêm Dương Giữa đường không nơi nghỉ Đường trường thiếu tư lương Dạ, đến đây là đã hết Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Kính mời bạn trai của Dung Nguyễn nha. Dạ. Bây giờ con kính đại nghĩa Tam Mưu Tam Bảo, con Đức Phật, con Đức Giáo Pháp, con Đức Tăng, con kính chào Thầy Vinh Kinh. Và con kính chào các cô trong đại tràng con đọc bài Tịnh Sở Tình Hảo có một số cái từ Bali nó còn mới con ấy, nhưng mà thôi thì con tập đọc đi thấy gì thầy sửa giùm cho con Tịnh Sở Tình Hảo Sô Há Ngá Chê Tài Xít Cá có 25 chia làm 4 nhóm nhóm 1 tâm sở tịnh hảo biến hành sô la má sa thần văn ranh rá na có 19 một tính sắp tha hai niệm sát ti ba tàn hi hi lý bốn quý ốc tà văn ốc tắp văn năm vô tham a lốt thợ bộ phổ sáu vô sân a đố sơ bảy hành sở tát cha ma chi ha tát ca tát ta tám tình thân ca gia ba xá thí chín tình tâm xin lỗi tình thân ca gia ba xá thí chín tình tâm chí tá tá xá tí mười khinh thân ca gia la hú ta 11 khinh tâm chí ta la lá hú ta 12 nhu thân ca gia mũ tu bú ta 13 nhu tâm chí ta mũ tu ta bú ta 14 thức thân ca giá ca man nha ta 17 15 thức tâm chít ta ca man nha ta giá ta 16 thùng thân
Kayata Vinata 17 Thuần Tâm Chitta Bunyanata Nata 18 Chánh Thân Kayuchu Chutkata 19 Chánh Tâm Chibutsukata 42 Giới Phần Vija Tí Vô có 3, 1 chánh tử, Samma Vasa Vacha, 2 chánh niệm, Samma Kamanto, 3 chánh mạng, Samma Achiyo. Nhóm 3, vô lượng phần, Appanyana, Appamanya, có 2, 1 bi, Karuna, 2 tùy hỷ, Bước tí ta. Nhóm 4 có 1, 1 tệ quyền, Ban Nhi Trí Gia, Pháp Cú 237. À, dạ thôi cho con đọc tiếng Việt câu Pháp Cú 237 ạ. Đời người nay sắp tàn, tiếng gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. À, dạ, con đã đọc bài xong, và con có rất là nhiều sơ sót trong cái âm đọc ta lên. Và con xin thầy Sa Tố để sửa chữa giúp cho con ạ. Và con xin chuyển mất lại cho đại tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khà. Dạ thưa con Chỗ Nguyễn, con xin kính hành lễ sư Thanh Tâm, con kính hành lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Tâm sở tịnh hảo, Sô Phá Ná Chê Tá Xí Cá có 25. Chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành, Sovana Satharana có 19. 1, tính Satha. 2, niệm Sati. 3, tàn Hiri. 4, quý Uttapang. 5, vô tham Alofo. 6, vô sân Adoso. 7. Hành xã Ta trá mắt trát ta ta. 8. Tịnh thân Ca giá bát sát thí. 9. Tịnh tâm Chít ta bát sát thí.
10. Khinh thân Kà Giá Lá Hú Ta. 11. Khinh tâm Chít Tá Lá Hú Ta. 12. Nhu thần Kà Giá Mú Đú Ta. 13. Nhu tâm Chít Tá Mú Đú Ta. 14. Thích thần Kà Giá Cầm Mạnh Nhá Ta. 15. Thích tâm Chít Tá Cầm Mạnh Nhá Ta. 16. Thuận thần Kà Giá Pà Gùn Nhá Ta. 17. Thuận tâm Chít Tá Pà Gùn Nhá Ta. 18. Chánh thần Kà Giá Chú Ca Ta. 19. Chánh tâm Chít Tú Chú Ca Ta. 2. Giới phần Quy Ra Tí Dù có 3. 1. Chánh ngữ Samma Hòa Cha. 2. Chánh nghiệp Samma Kammanto. 3. Chánh mạng Samma Ajivo. 3. Vô lượng phần Appamanya có 2. 1. Bi Karuna. 2. Tùy hỷ Mudita. 4. Có 1. Một tuệ quyền bằng nhìn trí giá. Câu pháp cú số 237. Upani tawayo chada nisi sampaya to si yamasa santike wasote ati antara ba thề yam bijate wichati. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngươi nghỉ, đường trường hiếu tư lương. Dạ thưa, con đã đọc xong à, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con xin phép được xuống mít à. Dạ Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong room. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Chào cô Nhật Quỳnh thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ngày hôm nay. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Tâm sở tịnh hảo, sô phá ná chê tá xích cá, có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành, sô phá ná sa tha ra na, có 19. 1. Tính, sát tha. 2. Niệm, sa tí. 3. Tạm, hí ri. 4. Quý, ót thấp, bằng, vô thá lô phô. 6. Vô sơn. Aso, bảy hành xã, Tatramatthatta, 8. Tịnh thân, Kayapassati, 9. Tịnh tâm, Chittapassati, 10. Khinh thân, Kayalahuta, 11. Khinh tâm, Chittalahuta, 12. Nhu thân, Kaya Mudutta. 13. Nhu tâm Chitta Mudutta. 14. Thích thân Kaya Kammanyata. 15. Thích tâm Chitta Kammanyata. Mười sáu. Thuần thân Kaya Pagunyata. 17. Thuần tâm Chitta Pagunyata. 18. Chánh thân Kayuchukata. 19. Chánh tâm Chittuchukata. Nhóm 3. Vô lượng phần Appamanya có 2. 1. Bi Karuna. 2. Tùy hỷ.
Mudita, nhóm 4 có 1 tuệ quyền. Panindriya. Và pháp cú kinh số 237. Upanita Vajo Chada Nisi Sampaya Tosi Yamatsa Santike Vaso Te Nathi Atan Antara. Pa Thay Yam Ba Chat Te Quý Chá Tí. Người đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Dạ con đã đọc xong mà, dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Sa số cô Hạnh Dung, cô Hạnh Dung chắc là chào bông nên tại đậu ràng tặng bông ít quá cho nên cô cầm mít để coi có ai còn tặng bông nữa không. Con xin phép được trả bài nha. Tâm sở tịnh hảo Sofana Chetasika có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tâm sở tịnh hảo biến hành Sofanasatharana có 19. Số 1 là tính Sattha. Số 2 là niệm Sati. Tam Hiri Quý Ottappang Vô Tham Alo Phô Vô Sân Ado Sô Hành Xã Ta Tra Mắt Tha Ta Ta Tịnh Thân Ca Gia Bát Sát Thí Tịnh Tâm Chít Ta Bát Sát Thí. Khinh Thân Ya la hu ta khinh tâm chít ta la hu ta nhu thân ca ya ma du ta nhu tâm chít ta mu du ta thích thân ca ya cầm man nhã ta thích tâm chít ta cầm man nhã ta. Thuần thân ca giá ba gôn nhá ta thuần tâm chít ta ba gôn nhá ta thân ca dút chú cá ta chánh tâm chít tút chú cá ta. Nhóm 2 giới phần Viratiyo có 3 chánh ngữ Sammavacha chánh nghiệp Sammakammanto chẳng Sammāchivo. Nhóm 3 vô lượng phần Appamanya có 2 Bi Kuruna tùy hỷ Mudita nhóm 4 có 1 tuệ quyền Panindriya.
Câu pháp cú 237. Upanitawa yo cha da ni si sambaya to si yamasa santi ke wa so te na thi an tara ba thay yam bi cha te vich cha ti. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin phép trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và con kính chào quý cô tu nữ. Con kính chào Quynh Kinh và kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Sít Mê Ta. Dạ, con trả bài. Cái máy còn có lúc được lúc không nha xét nhiều quyền nhận từ cũng ráng tâm sợ tình hảo sopana cheta sikka có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tâm sợ tình hảo biến hành sopana sada sat satharana có 19. Một tính sát tha, hai niệm sát tí, ba tàm hí rí, bốn quý ốt tấp băng, năm vô tham, a-lô-phô, sáu vô sân, a-đô-sô, bảy hành xả, trá mắt, trá ta ta, tám tình thân, ca giá bát sát thí, chín tình tâm, Tabasati.
suýt nữa té rồi. Xé rồi, đọc lại. Một, tính sắc tha. Hai, niệm sát tí. Ba, tàm hí rí. Bốn, quý út tập bằng. Năm, vô tham á đô phô. Sáu, vô sân á đô sô. Bảy, hành xả tá trá mắt chá tá ta. Tám, tịnh thân ca giá bát sát tí. Tịnh tâm Tabasati. Tôi hiệp sis té. Dạ, cảm ơn sis Quỳnh thầy ạ. 10 khinh thân Kaya La Huta. 11 khinh tâm Chitta La Huta. 12 nhu thân Kaya Muduta. 13 nhu tâm Chitta Muduta. 14 thích thân Kayakammanyata. 15 thích tâm Chitta Kammanyata. Mười sáu thuần thân Kayabhagunyata. 17 thuần tâm Chitta Bhangunyata. 18 chánh thân Kayuchukata. 19 chánh tâm Chittuchukata. 2 giới phần Viratiyo có 3. 1 chánh ngữ Sammavacha. 2 chánh nghiệp Sammakammanto. 3 chánh mạng Samma Ajivo. Nhóm 3 vô lượng phần Appamanya có 2. 1 bi Karuna. 2 tùy hỷ Mudita. Nhóm 4 có 1 tuệ quyền Panjindriya. Dạ, câu pháp cú số 237. Upanitāvayo cadā nisisam bhāyato siyamassa saṅtike vāso te nati antarabha deyaṁ vicchate vicchati. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Dạ chắc hết rồi. Dạ niệm từ đã đọc xong. Dạ cảm ơn huynh kinh. Dạ niệm từ xin trao mic lại cho đoàn tràng. Bụt tha giá, chắc không còn người đọc nữa. Và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Kinh trở lại đạo tràng để bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn xích niệm từ. Mà nếu mà Châu Nguyễn có thể được thì Châu Nguyễn vớt bài cho Vinh Kinh đi ha. Dạ, chừng nào Châu Nguyễn kẹt thì Nhật Quỳnh vớt. Rồi dạ, kính mời thay mặt đạo tràng Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Cả. Kính lễ chư tâm tích cùng tất cả quý vị. Rồi, hôm nay là chúng ta sẽ học một cái tâm sở cuối cùng.
một cái tâm sở rất là quan trọng ha, tâm sở coi như là đứng đầu trong vấn đề mà tu học. Nếu mà chúng ta thành tựu được và phát huy được tâm sở này tới tột đỉnh thì coi như chúng ta vượt thoát khỏi dòng sanh tử. Đây là cái tâm sở rất khó mà có được, không dễ gì chúng ta thành tựu được tâm sở này. Đó là tâm sở tuệ quyên ban nhìn rí giá chè ta xích khác, là tâm sở tuệ quyên. Copy cái chữ này. Tâm sở quyền là nó từ cái chữ bá cộng căn là nha, bá cộng căn nha. Thì cái chữ bá đó, thì mình viết chữ bá hai chấm cùng khắp trọn vẹn đầy đủ chân chánh đúng. Và cái chữ bá nó có nhiều cái ý nghĩa như vậy, cùng khắp trọn vẹn đầy đủ chân chánh và đúng. Rồi, đúng rồi, đó là cái nghĩa chữ bá. Còn cái chữ nha thì nó có ý nghĩa là hiểu biết. Nha nghĩa là hiểu biết. Nha hiểu biết. Rồi, giờ ráp cái chữ đi vô là banh nha. Hai chữ banh nha, hai chấm, tức là hiểu biết trọn vẹn đầy đủ chân chánh đúng tuệ. Đó là chữ banh nha, ráp chữ banh nha vô, hiểu biết trọn vẹn đầy đủ chân chánh đúng tuệ. Rồi, đúng rồi, đó là cái ý nghĩa của cái chữ banh nha, tức là ở đây nói về một cái trạng thái cái tâm của mình đó, là một hiểu biết, mà hiểu biết phải trọn vẹn, hiểu biết đầy đủ, hiểu biết một cách gọi như là đúng đắn, một cách chân chánh, và còn được gọi là tuệ. Thì trong cái những lúc trước chúng ta học những cái tâm thiện hợp trí, tâm thiện họ hỷ hợp lý vô trợ, thì ta dùng chữ nha ná. Chữ nha ná thì cái nha ná đó cũng đồng với chữ banh nha này. Thì đó là hai cái vấn đề mà chúng ta để ý ha. Chữ nha ná với chữ banh nha nó giống nhau. Nha ná và banh nha, một nha ná là trí, một banh nha là tuệ. Thì hai cái này nó cũng tương đương cái ý nghĩa với nhau, thì được gọi là tuệ. Rồi, ở trong Bali thì chúng ta dùng cái chữ là Banya và chữ Nha Ná, nhưng mà trong Sanskrit thì nó có dùng chữ khác chút xíu. Để copy để chúng ta làm tài liệu luôn ha. Ồ, nó không cho cái này, cho copy lại. Đọc được chưa quý vị? Alo. Được ha. Cái này là tiếng Sanskrit á. Chữ Pranya mà chữ Jnana là cái chữ Sanskrit á. Pranya là giống như Banya mà là tuệ vậy đó. Jnana này là chữ Jnana mà là trí. Hai cái này là tiếng Sanskrit, mình biết thêm cái chút xíu gì ha.
bót luôn hai cái thì nó không không ăn, nó không, không, không cho mấy cái bà thoát này lâu lâu nó bị gì. Rồi xin dòng chúng ta đánh cái hoa thị đầu dòng đặc tính hai chấm, đặc tính của trí tuệ đó, đặc tính hai chấm. Chúng dòng đặt đầu dòng ra hiểu biết thông suốt, phải thấu đáo, phải xuyên thấu, hiểu biết thông suốt, thấu đáo, xuyên thấu. Rồi xuống dòng gặp lại dòng tiếp, thấu rõ tính pháp đúng như nó thật là, thấu rõ thực tính pháp đúng như nó thật là. Rồi, cái dòng gạch đầu dòng cái đó là loại trừ vô minh, loại trừ vô minh đó là. Đó là đặc tính của cái trí tuệ ha, là có một sự hiểu biết thông suốt, hiểu biết một cách thấu đáo và có thể hiểu biết một cách xuyên thấu xuyên suốt tất cả các pháp luôn. Thì như vậy nó là đặc tính của nó, và cái đặc biệt của nó là thấu rõ được cái thực tánh pháp, tức là những pháp chân đế, những cái pháp mà thực, những pháp có thật chứ mà đã học là pháp đế, pháp thực tánh. Thì phải hiểu nó đúng như nó như thế nào là phải hiểu nó như rõ ràng như vậy, chứ hỏi chúng ta không có đặt để, không có chế ra này kia nọ, mà phải thấy mà hiểu nó thấu rõ nó xuyên suốt nó đúng như thực tánh của nó như thế nào, chúng ta thấy nó như thế đó. Thì như vậy đó là trí tuệ, và đặc biệt của trí tuệ là nó loại trừ cái vô minh, tức là hệ trí tuệ đi đến đâu thì vô minh tan biến đến đó. Thì như vậy là trí tuệ là loại trừ vô minh, đó là đặc tính của nó. Rồi tiếp theo chúng ta ghi phân loại trí. Xuống dòng gạch đầu dòng hiểu biết theo tục đế, dòng gạch đầu dòng tiếp hiểu biết theo chân đế, cái dòng gạch đầu dòng hiểu biết theo thế gian pháp, hiểu biết theo siêu pháp tướng tứ đế, vân vân vân. Hiểu biết theo siêu pháp, mở mở một kép đi, tam tướng, tam tướng là vô thường khổ vô ngã đó, tam tướng hoặc là tứ diệu đế chấm chấm chấm, là những pháp cao siêu, những pháp khó thấy được, tam tướng tứ diệu đế. Rồi đó là phân loại những cái loại trí mà có thể biết được, ví dụ như biết về những cái pháp tục đế, biết được những cái đặc để của thế gian ra như vậy, vậy đó mình phân biệt hiểu biết được cách rõ ràng. Còn hiểu biết theo chân đế tức là hiểu được những cái pháp thực tính,
đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là dục giới, đây là siêu, đây là siêu thế, đây vân vân. Mình hiểu biết hiểu được những cái pháp về chân đế đó, đâu là danh pháp, đâu là sắc pháp, mình hiểu. Hoặc là chúng ta hiểu biết theo kiểu thế gian, theo kiểu thế gian pháp, tức là những người mà có trí tuệ học hỏi theo kiểu pháp thế gian, ta có những sự hiểu biết cũng rất là thâm sâu, nhưng mà thuộc về pháp thế gian, tức là nó không có đưa đến cứu cánh giải thoát. Còn hiểu biết theo siêu pháp, tức là những pháp cao siêu, những pháp mà đưa đến cái sự giải thoát, đó là hiểu biết về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thấy rõ các pháp như thế nào, nó như thế đó, mình thấy rõ nó là vô thường, thấy rõ đúng là nó là vô thường, nó khổ, thấy rõ là khổ, vô ngã, thấy rõ nó là vô ngã, hoặc là ta thấy rõ được phi diệu đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, tức là đó là những cái loại trí mà loại mà siêu pháp, những loại trí mà đặc biệt, loại trí mà cần phải có tu tập mới có thể mà tác chứng được. Đó là vấn đề chúng ta phân loại ra để cho mình thấy rõ loại trí như vậy. Rồi, xuống dòng tam tuệ. Tam tuệ. Tam tam tuệ. Rồi. Tuệ văn hay là văn tuệ đi cho nó hay, văn tuệ. Đọc cho nó quay chứ. Văn tuệ. Một văn tuệ. À, là chữ này. Văn tuệ. À đúng rồi, một văn tuệ. Hai là tư tuệ. Hai tư tuệ. Ba là tu tuệ. Đó, tức là có ba cái loại tuệ, ba cái loại trí tuệ ha, được gọi là tam tuệ. Thứ nhất là văn tuệ, tức là cái trí tuệ này đó, là mình do lắng nghe, mình thu thập được, mình nghe được từ những người ta nói, mình nghe ta nói giảng pháp này kia, thì mình nghe được, do mình thu thập được, mình học được, mình hiểu được những cái đó phát sanh trí tuệ từ cái sự lắng nghe đó, thì được gọi là văn tuệ. Còn tư tuệ đó là do chính mình. Mình tư duy, mình suy nghĩ, mình dùng trí tuệ phân tích thì mình thấy được, mình có được một cái minh triết, mình tìm được một cái con đường thoát, thì như vậy đó là tư tuệ. Còn tu tuệ là do cái sự tu tập, là do cái sự mình tu tập, mình trải nghiệm, mình nghiên cứu, mình hành thiền, mình tu thiền chỉ, rồi xong mình tu thượng tuệ này kia, mình phát sanh được những cái trí tuệ cao siêu. Thì chúng ta thấy là do cái tu mà chúng ta có thể phát sanh được thiền, từ thiền định có một cái trí tuệ riêng, và lên tới thiền tuệ là trí tuệ riêng, hai cái nó khác nhau. Thì chúng ta có ba loại tuệ là văn, tư và tu. Mà chúng ta thấy như vậy là khi mà chúng ta học pháp, mình nghe người ta giảng pháp và kia nọ, có nhiều vị nghe Đức Phật giảng xong đắc đạo quả, là cái đó là thuộc về văn tuệ. Còn có những vị mà do tự mình nghiên cứu, tự mình suy tư, tự mình đi tìm hiểu, tìm tòi xong mình và phát sanh được cái trí tuệ chứng đắc, đó là tư tuệ. Còn cái tu tuệ là do tu tập, do mình nghe học hỏi xong rồi xong cái mình đi tu, mình vô mình tu, mình luyện, mình nghiệm, mình trải nghiệm, mình chứng tu những phương pháp tu thiền kia để phát sanh được trí tuệ. Mà tu về thiền định chẳng hạn, thiền chỉ chẳng hạn, chúng ta chứng đắc được thiền, phát sanh trí tuệ trong thiền, rồi chúng ta tu thiền vipassana thì tu chứng đắc được, phát sanh được những cái tuệ, thành tựu được những cái tuệ do cái thiền quán phát sanh. Thì như vậy chúng ta có ba loại như vậy, là tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu. Rồi thêm một cái đặc biệt nữa, chú ý đánh cái hoa thị đầu dòng, là có 73 loại trí cho ngài Sariputta thuyết giảng. Có 73 loại trí. Đặc biệt 73 loại trí. Rồi, 67 loại trí là từ phổ thông cho đến các vị tinh văn.
67 loại trí, từ phổ thông cho đến các vị tinh văn. Rồi 6 cái loại trí còn lại đó, 6 loại trí còn lại đó là chỉ có ở nơi bậc chánh đẳng chánh giác thôi, chỉ là có những bậc mà là như Đức Phật đó, bậc chánh đẳng chánh giác. 6 loại trí còn lại, tức là chúng ta dù có tu đắc được A La Hán thì trí vẫn thua, vẫn không thể nào bằng được một vị ra đất chứng đắc được chánh đẳng chánh giác. Đó là cả do ngài Sariputta ngài thuyết là có 73 loại trí như vậy. Quý vị có thể tìm vào những cái link để coi từng loại trí như vậy, bởi vì nó 73 trí nó dài lắm, nó phân ra từng phần cho chúng ta thấy như vậy. Rồi mình đây mình học sơ học nắm được cái chính yếu ha. Muốn nghiên cứu thêm là chúng ta nghiên cứu thêm. Rồi xuống dòng sự hiện hữu của tuệ. Sự hiện hữu của tuệ. Dòng gạch đầu dòng. Thẩm như ý túc. Thẩm nha, thẩm như ý túc. Có trong tứ thần túc. Có trong tứ thần túc. Rồi, xuống dòng gạch đầu dòng. Tuệ quyền có trong năm quyền. Tuệ lực có trong năm lực. Pháp giác chi có trong thất giác chi. Chánh kiến có trong bát chánh đạo. Rồi như vậy chúng ta thấy sự hiện hữu của tuệ nó có mặt ở trong tứ thần túc, tức là dục, cần, tâm, thẩm, tức là tứ thần túc, hoặc là tứ như ý túc, là dùng tứ như ý túc, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc, thì thẩm như ý túc tức là trí tuệ. Thì như vậy thẩm như ý túc có trong tứ như ý túc hoặc là tứ thần túc. Rồi tuệ quyền thì nó có trong năm quyền. Năm quyền là tính tấn niệm định tuệ quyền ha, rồi có năm quyền thì tuệ quyền nó có một trong năm quyền. Rồi tuệ lực thì nó cũng có trong năm lực, tính tấn niệm định tuệ lực thì có trong lực. Rồi trạch giác chi có trong thất giác chi, tức là thất giác chi chúng ta có 7 cái chi pháp mà đưa đến sự giác ngộ, tức là niệm trạch tấn hỷ khinh định xả. Thì trạch pháp giác chi thì có là một chi trong 7 cái giác chi đó. Trạch pháp này có nghĩa là trí tuệ phân tích, là trạch pháp. Thì như vậy chúng ta có trạch pháp giác chi trong cái giác chi. Rồi về chánh kiến thì có trong bát chánh đạo, chánh kiến là trí tuệ luôn, cũng có trong bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thì chánh kiến có là một chi trong bát chánh đạo. Rồi đó là sự hiện hữu của tuệ, nó có mặt trong những cái pháp như vậy. Rồi xuống dòng chúng ta đánh cái mông vào dòng. Căn gốc của trí tuệ là vô si. Căn gốc của trí tuệ là vô si. Rồi thì chúng ta thấy rằng về trong những cái căn của thiện pháp có ba căn hoặc là ba nhân, vô tham, vô sân và vô si. Thì vô si tức là trí tuệ, thì căn gốc của vô si tức là trí tuệ. Rồi những dòng tứ ý nghĩa
một trạng thái biết rõ thấu tột pháp thực tính, trạng thái biết rõ thấu tột pháp thực tính. Hai, phận sự phá tan bài trừ sự tối tâm. Phá tan phải bài trừ sự tối tâm. Ba, sự thành tựu là không mê muội, không nhiễm đắm. Bốn, nhân cần thiết, nhân cần thiết tác ý khéo, phải tịnh, phải tục sinh tam nhân. Rồi, đó là tứ ý nghĩa của cái tâm sở tự quyền. Thì về cái trạng thái đó là một cái, có một cái trạng thái là biết rõ, biết thấu tột, biết rõ các thực tính pháp. À, thì đó là cái trạng thái tột cùng của cái ý nghĩa tự quyền. Rồi cái phận sự của tự quyền nó có cái khả năng, có cái quyền hành nó phá tan và nó bài trừ sự tối tâm. Bởi vậy nó mới gọi là quyền, mới là indriya. Là khả năng quyền hành của nó có cái khả năng nó phá tan, nó đánh tiêu cái vô minh đi. Thì như vậy đó được gọi là tuệ quyền, là như vậy. À, tức là phần sự nó phá tan, bài trừ sự tối tâm. Và cái sự thành tựu của nó là khi mà đã phá tan rồi, không còn bị mê muội, không còn bị nhiễm đắm, không còn bị chấp trước, không còn bị u mê nữa. À, thì như vậy đó là sự thành tựu của cái tâm sở tuệ quyền này. Và cái nhân cần thiết của nó đó là thứ nhất là phải có tác ý khéo, tức là yoniso manasikara, tức là khéo tác ý, khéo tác ý để cho trí tuệ nó phát sinh. Chẳng hạn như mình làm một phần công việc gì đó như bố thí hả, nếu chúng ta không khéo tác ý, mình bố thí mình lấy vật mình cho mình không có khởi một cái tác ý để nó phát sinh trí tuệ, thì chúng ta làm một việc thiện với thuộc về tâm thiện ly trí. À, cho nên nếu mà mình không khéo tác ý thì mình sẽ rơi vào trong trường hợp ly trí. Còn nếu chúng ta khéo tác ý, tác ý đúng pháp, tác ý đúng hiểu, có sự hiểu biết thì nó sẽ phát sanh là tâm thiện hợp trí. À, cho nên phải là khéo tác ý. Và thứ hai là tâm phải tĩnh. À, tâm mình phải được yên tĩnh thì nó mới dễ phát sanh. Còn tâm mình đang hỗn loạn, đang nghĩ tùm lum tà la thì chắc chắn là trí tuệ nó không phát sanh. Và cái điều quan trọng nữa là nếu mà được tục sinh làm người tam nhân, tức là người mà tục sinh ra có ba nhân vô tham, vô sân, vô si, tức là ba nhân thiện đó, thì rất là tốt, bởi vì có được ba nhân đó là cũng là cái nhân cần thiết để cho phát sanh trí tuệ dễ dàng hơn là những người ly trí, người mà nhị nhân. À, cho nên cái nhân quan trọng như là tục sinh là người tam nhân. Mà muốn tục sinh làm người tam nhân thì phải làm một cái phận sự của công việc của mình là phải làm sao để cho trí tuệ nó phát sanh. À, tức là phải khéo tác ý, phải tu như thế nào để cho trí tuệ phát sanh. Nếu bây giờ chúng ta trong kiếp này, nếu mình sinh làm người nhị nhân thì bây giờ mình tu tập mà mình không khéo tác ý nữa thì nếu cũng sao mình sinh làm người thì do chính sự không khéo tác ý mình sinh lại cũng nhị nhân tiếp. À, và cứ nếu mà là nhị nhân hoài thì chúng ta khó mà thành tựu được về thiền. À, khó thành tựu về đạo quả, nó không thể thành tựu được trong kiếp hiện tại được. Cũng như bây giờ nếu chúng ta là thuộc về hạng dị nhân thì thôi, bây giờ cứ ráng tu tạo thiện phước rồi tác ý khéo cho trí tuệ nó phát sanh. À, thì từ đó do cái nhân đó thì hy vọng những kiếp sau chúng ta có thể cơ hội sanh lại làm người tam nhân. À, còn nếu không thì cứ dị nhân khó thành tựu được đạo quả ha. Đó là cái vấn đề mà tứ nghĩa của tâm sở tự quyền, nó là như vậy.
Rồi xuống dòng những điều cần nhớ. Có mặt trong bốn tâm đại thiện dục giới hợp trí cộng bốn tâm đại quả dục giới hợp trí cộng bốn tâm di tác dục giới hợp trí cộng 15 tâm sắc giới cộng 12 tâm vô sắc giới cộng 40 tâm siêu thế bằng 79 tâm. Mười lăm tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế bằng 79 tâm. 12 tâm vô giới cộng 40 tâm siêu thế bằng 79 tâm. Rồi đúng rồi đó. Này thì đọc lại nha, thì có mặt trong bốn tâm đại thiện dục giới hợp trí nè, bốn tâm đại quả dục giới hợp trí nè, bốn tâm di tác dục giới hợp trí cộng 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới cộng 40 tâm siêu thế, tổng cộng là 79 tâm. Rồi. Dòng đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo cộng 13 tà tha. Hai phó biển mới vô rồi. Đồng sanh 24 tâm sở tịnh hảo cộng 13 tà tha. À, rồi hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Thuộc giống thiện quả và di tác tương ưng với hai thọ hỷ và xả. Đồng sanh ba nhân thiện. Làm công tác, làm công việc đi, làm công việc tục sinh, hộ kiếp, tử và động tóc. Làm bốn công việc luôn cho rõ, làm bốn công việc tục sinh, hộ kiếp, tử và động tóc. Rồi. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, như vậy là chúng ta thấy rằng tâm sở tệ quyền nó có mặt trong bốn tâm đại thiện dục giới hợp trí, trong cái tám tâm đại thiện dục giới hợp trí có bốn cái hợp trí và bốn cái ly trí, thì như vậy nó chỉ có mặt trong bốn tâm đại thiện thuộc về dục giới hợp trí, tức là hợp trí tuệ, thì nó mới có tâm sở tệ quyền, và bốn tâm đại quả, bốn tâm đại quả dục giới hợp trí cũng có về tâm quả,
Rồi, bốn tâm di tác là tâm của bậc A-la-hán hợp trí thì cũng có bốn. Thì như vậy về phần dục giới là chúng ta có 12, là bốn đại thiện, bốn đại quả và bốn di tác hợp trí. Về bên đáo đại thì chúng ta có 15 sắc giới và 12 vô sắc giới. Tức là tâm đáo đại thuộc về tâm thiên, mà tâm thiên thì đương nhiên là phải có tâm sở tuệ quyền. Không có tuệ quyền thì không thể chứng đắc được thiền. Cho nên 15 sắc giới và 12 vô sắc giới đều là có mặt tâm sở tuệ quyền. Như vậy là 27 tâm sở đáo đại là có tuệ quyền, đồng sanh chung. Rồi, 40 tâm siêu thế thì chuyện đó là đương nhiên ha. Nó thuộc về chánh kiến, từ 40 tâm siêu thế. Tuệ quyền nó thuộc về chánh kiến. Thì như vậy là tất cả chúng ta có 79 tâm có mặt tâm sở tuệ quyền, đồng sanh chung trong đó. Rồi, như vậy thì về tâm sở khác thì nó đồng sanh với 24 tâm hảo, tức là 25 mà trừ tuệ quyền ra còn 24. Ở đây mình chỉ nói chung thôi nha, còn muốn học về riêng ra thì nó ít, nó bớt lại. Cũng như cộng 13 tờ tha cũng là nói chung thôi. Rồi, hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Tức là nó chỉ hợp với thiện và vô ký. Thuộc giống thiện, quả và di tác. Tương ưng với hai thọ hỷ và xả. Tức là chỉ có hỷ với xả thôi, chứ không có những cái thọ khác. Và đồng sanh với ba nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si. Rồi đặc biệt nó làm bốn công tác, đó là làm bốn công việc: tục sinh, hộ kiếp, tử và động tóc. Rồi tục sinh, hộ kiếp, tử tức là nó thuộc về tâm đại quả, từ tâm đại quả dục giới hợp trí. Ví dụ như giờ chúng ta tục sinh bằng tâm đại quả dục giới hợp trí mà thuộc về tam nhân, thì chúng ta có cái tâm quả dục giới hợp trí thuộc về tam nhân đó, thì chính cái tâm quả đó nó là phận sự tục sinh cho tục sợi. Thì khi chúng ta tục sinh bằng tâm đại quả hợp trí và ba nhân thì nó làm tục sinh, mà nó làm tục sinh thì nó làm luôn cái phận sự là hộ kiếp, tức là nó gìn giữ cho cái kiếp sống của mình được tồn tại cho đến khi tử. Và cái sắc na tử này cũng là cái tâm tục sinh, cho nên tâm tục sinh nó làm ba phận sự là nó làm tục sinh, nó làm hộ kiếp và nó làm việc tử luôn. Đó là thuộc về tâm quả. Còn cái động tóc thì thuộc về tâm thiện, thiện dục với hợp trí là về động tóc, hoặc là những cái tâm thiện hoặc tâm siêu thế thì làm về phần sự về động tóc. Thì như vậy đó, nó có bốn cái công việc mà thuộc sinh, thuộc kiếp, tử thuộc về quả và động tóc thuộc về nhân. Rồi tương ưng với tứ danh quẩn và bất tương ưng với sắc quẩn, thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết lưu ý như vậy không. Rồi xuống dòng ghi tổng kết tâm sở. Tổng kết tâm sở. Mười ba tờ tha cộng 14 bất thiện cộng 25 tình hảo bằng 52 tâm sở. Rồi, dòng gạch dòng tiếp. Ý tâm bảy biến hành tâm sở luôn có mặt trong tất cả tâm. Bảy biến hành tâm sở luôn có mặt trong tất cả tâm. Rồi, dòng sáu biệt cảnh thì tùy theo. Sáu biệt cảnh thì tùy theo. Dòng bốn si phần bản mặt bất thiện biến hành có đủ trong 12 tâm bất thiện. Bốn si phần bản mặt bất thiện biến hành đóng mặt có đủ trong 12 tâm bất thiện. Rồi, dòng các tâm sở bất thiện còn lại
thì tùy theo các tâm sở bất thiện còn lại thì tùy theo. Rồi, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành luôn có mặt trong các tâm tịnh hảo. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành luôn có mặt trong các tâm tịnh hảo. Rồi, các tâm sở tịnh hảo còn lại tùy theo. Rồi, đó là tổng kết tâm sở, tức là chúng ta đã học dứt xong cái phần tâm sở. Tức là phần tâm sở chúng ta học là nó gồm có 13 tâm sở tự tha, 14 tâm sở bất thiện và 24 tâm sở tịnh hảo. Thì tổng cộng chúng ta có được 52 tâm sở. Như vậy hôm nay là chúng ta đã học dứt điểm 52 tâm sở. Và trong cái 52 tâm sở này, chúng ta có thấy có 7 tâm sở biến hành, tức là 7 biến hành tâm sở. Thì 7 cái tâm sở biến hành này luôn có mặt trong tất cả các tâm. Tâm nào nó cũng có, nó là thuộc về ba phải. Tâm bất thiện nó cũng có, tâm thiện nó cũng có, tâm quả nó cũng có, tâm thiền nó cũng có, tâm siêu thế nó cũng có. Thì đó là nó được gọi là 7 biến hành tâm sở luôn có mặt trong tất cả các tâm. Và 6 biệt cảnh thì nó tùy theo, nó tùy theo cái loại tâm nó có loại tâm nó không. Thì bạn chẳng hạn như là tâm sở hỷ thì nó chỉ có mặt trong những cái tâm nào thuộc về thọ hỷ, những tâm mà có sự quan hỷ, sự thích thì nó có, còn không thì nó không có. Đó là 6 biệt cảnh thì nó tùy theo. Rồi về 4 cái si phần, tâm si phần bất thiện biến hành đó, là si vô tàm vô quý phóng dật, tức là 4 cái tâm sở nằm trong cái si phần đó, thì nó có đủ trong 12 tâm bất thiện. Đấy, mà một tâm bất thiện nào sanh lên đều có 4 đó si theo. Cho nên 12 tâm bất thiện là 8 tham 2 sân 2 si, trong 12 nó sanh lên là có đủ 4 này. Có si phần, 4 cái này có tâm sở si, si mê u ám, rồi vô tàm vô quý phóng dật có đầy đủ. Thì như vậy 4 si phần nó có đủ trong 12 tâm bất thiện. Còn các tâm bất thiện khác, tâm sở bất thiện khác, những tâm bất sở còn tâm sở bất thiện còn lại thì nó tùy. Tùy theo, ví dụ như tham tà kiến ngã mạn thì nó tham với tà kiến nó sanh trong sông trong cái tâm tham tà kiến thôi, trong cái tâm tham ly tà thì nó không có. Rồi tham ngã mạn thì nó chỉ sanh trong tham ly tà thôi, nó không có sanh trong tâm tham tà kiến. Nói như vậy vân vân, tùy theo thì đó chúng ta sẽ học sao. Thì đại khái chúng ta biết là tâm sở bất thiện về 4 cái si phần thì có đủ trong 12 tâm bất thiện, còn những tâm sở bất thiện còn lại thì nó tùy theo mà loại tâm. Rồi 19 tâm sở tịnh hảo biến hành cũng vậy, nó luôn có mặt trong các tâm tịnh hảo. Cho nên chúng ta học cái 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này, chúng ta đọc thấy tính là cái đầu tiên không, lúc nào có tính thì đâu. Tính niệm tàm quý vô tham sân hành xã, định thân định tâm, kinh thân kinh tâm, vô thân vô tâm, thích thân tâm, hạ thân 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 tâm, chánh thân chánh tâm, là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này, nó luôn có mặt trong những cái tâm thuộc về tâm tịnh hảo. Thành ra khi chúng ta làm một cái việc thiện hay chúng ta tu tập gì đó thì tâm mình nó luôn luôn có những tâm sở này nó đi theo, nó sanh chung. Thì khi nào chúng ta có được cái sự mà có sự mà nhẹ nhàng, sự nhu nhuyến, sự dễ sử dụng của tâm, tâm nhẹ nhàng, tâm phấn khởi, tâm có niềm tin, tâm có niệm vân vân, thì lúc đó chúng ta có được cái tâm thiện. Còn khi nào mà chúng ta có cái trạng thái mà hơi khó chịu, cái trạng thái mà hơi mà nặng nề, trạng thái mà nó có cái sự mà trì trệ vân vân, nó không có thích hợp, thì lúc đó chúng ta phải coi lại. Chúng ta chưa chắc là mình đã có tâm thuộc về tâm thiện đâu. Bởi vì 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này nó phối hợp đều đặn nhịp nhàng với nhau để nó sanh trong tất cả các tâm tịnh hảo. Cho nên khi chúng ta làm một việc thiện hay chúng ta hành thiện, nó đều có mặt. Khi chúng ta có những cái trạng thái mà nó nghịch lại những cái tâm sở này thì chúng ta biết là nó không phải. Đây cũng là cách để chúng ta xác định được mình có tâm thiện hay không có tâm thiện.
Rồi các tâm sở tịnh hảo còn lại cũng tùy tùy theo, ví dụ như giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó tùy theo. Khi nào mà chúng ta đụng chuyện mình phát sanh cái sự mà giữ cái khẩu của mình, giữ cái mỏ của mình, cái miệng của mình để nó khỏi nó bậy á, à, khi mình khởi tác ý mình giữ gìn giữ như vậy đó, thì chúng ta có được cái chánh ngữ. À, còn nếu mình không có thôi thì cái tâm sở chánh ngữ nó không sanh lên. À, chánh nghiệp cũng vậy, chánh mạng cũng vậy, khi mình có cái sự gìn giữ về chánh nghiệp tức là hành động chân chánh thì nó mới phát sanh. À, chánh mạng cũng vậy, à, nó phát sanh tùy theo, nó không phải lúc nào nó cũng lượt ba cái, nhưng mà riêng ở trong cái tâm đạo tâm quả siêu thế thì nó sanh lượt ba cái. À, chánh ngữ chánh nghiệp mạng sanh lượt ba cái, bởi vì nó thuộc về bát chi đạo, nó nằm trong phần giới phần của bát chi đạo. À, đó là đặc biệt như vậy. Rồi trong cái bi từ hỷ vậy, khi nào có đối tượng mà đau khổ, đối tượng mà đang sống trong cái hoàn cảnh khổ đau, chúng ta mới phát sanh được cái tâm bi, phát sanh được cái tâm sở bi, chứ không thì thôi nó không sanh được. Thì hiển vậy, thấy chúng sanh được an vui hạnh phúc, được nè giàu sang vân vân, được những cái đặc quyền vân vân, thì chúng ta mới phát sanh được cái tâm tâm sở hỷ này, còn không thì phải phát sanh được, đó là nó cũng tùy theo. Và cuối cùng là tâm sở tuệ quyền, chúng ta thấy mình vừa học xong thì khi nào chúng ta có tác ý khéo, có tâm được an tịnh thì tâm sở tuệ quyền nó mới phát sanh, còn không thì không thể phát sanh. Hoặc là tâm sở tuệ quyền chỉ phát sanh trong những cái tâm thiền, hoặc những cái tâm siêu thế, hoặc là những cái tâm thiền hợp trí tuệ, nó mới có, còn không thì nó không có được. Đó là hôm nay là chúng ta đã học xong 52 tâm sở. Như vậy là coi như là hôm nay chúng ta đã tốt nghiệp khóa thứ nhất là tâm và tâm sở đã được hoàn mãn. Thì do cái phước báo này cũng mong cầu cho tất cả quý vị có được một cái đặc quyền, có được một trí tuệ sáng suốt để chúng ta cùng nhau và hướng dẫn nhau đi tu tập để thành tựu được cái cứu cánh giải thoát. Ít ra thì trong cái kiếp sống này chúng ta cũng có được cái trí tuệ để thấy được các pháp như chân như thật, để mình không còn bị rơi vào mê lầm, không bị rơi vào những cái tà kiến, những cái sự chấp thủ sai lệch. Đó là buổi học hôm nay chấm dứt. Cũng sẵn giờ hôm nay là coi như một mảng khóa lớp thứ nhất ha, khóa một của mảng khóa ha. Thì mời quý vị lên, mỗi người có một cái ý kiến đóng góp như thế nào trong cái thời gian, suốt thời gian học cả năm học về môn này. Quý vị có những cái sự ý kiến như thế nào, có những cái sự mà phát triển như thế nào trong được tu học, có sự hiểu biết như thế nào, mời quý vị lên đóng góp cho trong cái thời gian còn trống trải ha. Nam mô Bụt Tha ra. Nam mô Bụt Tha Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Đảnh lễ cô tu nữ Tệ Duyên mới vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Bát Ta. Dạ Nhật Bình chào hoài không thấy vị nào lên mic nên Nhật Bình xin lên mic. Nhật Bình có những ý kiến trong đạo tràng, và trong đạo tràng có vị nào có đồng ý với Nhật Bình thì cho một cành hoa. Còn vị nào không đồng ý thì khỏi cho. Dạ. Dạ, trước trước thì Nhật Bình thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Kinh. Dạ, đã bỏ công cực khổ để giảng dạy lớp học sơ cấp. Phải nói là không phải là sơ cấp mà phải nói là mẫu giáo, mà mẫu giáo gì? Mẫu giáo mà chưa được lớp mầm nữa. Dạ. Mẫu giáo đó có 3 lớp không? Mà người rồi gì mới tới lá. Dạ. Yeah.
thì rõ ràng là cái lớp này là như vậy. Nên là rất cảm ơn Vinh, mặc dù rất là cực khổ nhưng Vinh cũng đã dạy được cái lớp này. Nhưng mà cái đề nghị của Nhật Quỳnh là mẫu giáo vỡ lòng, có tí rồi nha, mẫu giáo vỡ lòng, đúng là như vậy. Tại vì cái lớp này thì Nhật Quỳnh, theo Nhật Quỳnh thấy nha, bản thân Nhật Quỳnh thì cũng già rồi, rồi trong này có chị Meta, rồi Như Phú Nguyễn hoặc Lung, Dung Nguyễn, Hạnh Dung thì Trung Nguyễn thì không nói rồi, nhưng còn bản thân Nhật Quỳnh thì thấy cái già nó tiếp thu chậm quá, nên ý chí Nhật Quỳnh xin Vinh thì dạy chậm chậm lên một chút, dạy chậm chậm, nó chậm chậm nó thì mới tiếp thu được, chứ còn mà đọc nhanh thì Trung Nguyễn thì gõ bài kịp rồi, nhưng mà Nhật Quỳnh ngồi trong này Nhật Quỳnh gõ không kịp luôn. Dạ, Nhật Quỳnh vẫn gõ đấy chứ, nhưng mà gõ không kịp, thì gõ không kịp thì tiếp thu thì rất là khó. Tại vì bản thân Nhật Quỳnh di diệu pháp rất là chậm, do cái đầu hay tàu hũ cũng hơi nhiều, nên là dạ đọc nhanh mà không đọc lợi luôn. Chờ phải công nhận là Trung Nguyễn quá giỏi luôn, chứ còn Nhật Quỳnh thì thua luôn á, Nhật Quỳnh là thua luôn. Đọc kính tả thì phải đọc đi rồi đọc lợi thì mới tiếp thu được, còn mà đọc qua rồi cứ chờ chát lên rồi đọc qua thì Nhật Quỳnh thấy Trung Nguyễn rất là giỏi. Còn Nhật Quỳnh thì ngồi trong này Nhật Quỳnh gõ muốn sủi cái tay luôn, dạ, gõ để cất lời trong này, tại vì mắt thì kém nên là phải gõ chữ lớn, dạ, nên phải gõ lời để mà để dành làm tài liệu. Nên đây là ý kiến của Nhật Quỳnh, mà rất là cảm ơn Quỳnh, dạ, rất là cảm ơn Quỳnh là đã bỏ công cực khổ dạy những người già như Nhật Quỳnh và chị Bách Ta, còn những việc khác trẻ thì có thể tiếp thu nhanh hơn rồi. Dạ, nhưng mà đây là cái ý kiến riêng của Nhật Quỳnh. Cái thứ hai nữa đó, thì âm thanh của Quỳnh thì hơi nhỏ, đối với cái máy Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh có thể mở hết nghe được, nhưng mà nhiều vị sẽ hơi nhỏ, mà Nhật Quỳnh cũng không nói luôn, tại vì nói nhỏ cũng bị rầy nữa. Nên là đây là ý kiến của Nhật Quỳnh, còn những vị khác trong đạo tràng như thế nào thì nhập theo ý kiến quý vị. Còn Nhật Quỳnh là nói thật lòng, nhà Quỳnh rất là tri ân Quỳnh, nhưng mà có những cái với lại có một số nghe rất nhỏ không? Dạ, nhiều người nói Nhật Quỳnh nghe rất là nhỏ, nhưng mà Nhật Quỳnh cũng không dám nói luôn, tại vì mỗi lần có Nhật Quỳnh với Nguyên Trang nói nhỏ thì Quỳnh chỉnh cho lớn rồi, nhưng sau này như ngày hôm nay nè, đại khái ngày hôm nay thì rất là nhỏ, nên là phải cố gắng mà nghe thôi. Nếu những vị mà không có tai nghe, xài máy mà không có tai nghe thì theo Nhật Quỳnh thì nghe rất là nhỏ. Dạ, đây là Nhật Quỳnh nói cái sự thật, mà nói chung là rất là cảm ơn Quỳnh. Dạ, chỉ có góp ý nhỏ nhỏ với lại trong cái giờ học, sau cái giờ học Quỳnh có thể cho những người chưa hiểu bài hỏi được không? Tại vì vừa rồi cũng có một bài vị đưa lên câu hỏi thì không ai dám giải quyết hết, để chờ Quỳnh. Dạ, đây là ý kiến của Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, còn kính lễ tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con kính chào Huynh Kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con là người học trò già nhất trong room này. Đây là tất cả những cái gì suy nghĩ từ tận đáy lòng của con, là con rất là tri ân Huynh Kinh đã bỏ ra công sức giảng dạy trong một năm trời cho những người học trò sơ cơ như là cô Nhật Quỳnh hay là Meta, còn những vị khác còn trẻ thì Meta không biết. Riêng Meta thì Meta cũng cảm ơn là Huynh Kinh rất là nhiều rồi. Và ngoài ra Meta thấy rằng Meta cũng có được cái duyên
mà vào đây rồi được học và di diệu pháp cùng với huynh kinh, mà cái người mà Metta đã từng nghe khen ngợi huynh kinh đó là ni sư liễu pháp, cũng đã từng khen huynh kinh đó là cái người giỏi về di diệu pháp đó, thì Metta cũng có được cái duyên là học được di diệu pháp của huynh kinh dạy. Rồi bây giờ trước đây thì Metta thật sự mà nói, khi mà nhìn vô cái bản niêu Metta rối bù, không biết gì hết trơn, không hiểu gì, cũng đã thầm là tán thán quý sư, quý sư cô rồi đã học di diệu pháp rành rẽ, rồi nghe nói gì 121 tâm, rồi gì siêu thế, rồi hiệp thế, rồi gì gì lu bù không biết gì ráo. Nhưng mà bây giờ qua một năm học rồi thì nhìn vào cái bản niêu thì Metta đã nắm được cái tổng quát, hiểu được tâm là như thế nào, rồi tâm sở là như thế nào, rồi nó có bao nhiêu loại, rồi như thế nào thì cũng đã hiểu được. Rồi hiểu được về cái tâm quả thiện, rồi tâm quả bất thiện, rồi hiểu được hành thiền như thế nào, rồi nói chung là cũng đã được tâm trí cũng được mở sáng. Thì như vậy thì cũng rất là quý, với cái tuổi này mà Metta hiểu được như vậy thì Metta thấy là qua cái sự học tập mà nhờ được ông thầy giỏi như vậy, thì Metta được mở sáng như vậy thì Metta rất là mừng. Và về nói nhỏ lớn hay gì đó thì đối với cái máy của Metta thì Metta nghe rất là rõ, không có nhỏ gì hết. Và rồi nhưng mà Metta có một cái câu hỏi với huynh kinh là sau cái lớp này rồi thì huynh có còn tiếp tục dạy gì nữa không? Dạ, Metta muốn hiểu cái câu đó, và không biết có còn tiếp tục học với huynh nữa hay không, huynh để giảng dạy tiếp tục cho đạo tràng này nữa hay không. Dạ, thì lời nói cuối cùng là Metta chân thành cảm ơn huynh kinh rất là nhiều, và cũng mong được tiếp tục học. Dạ thôi thì Metta cũng nhường mic lại cho quý vị khác ạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, và con kính lễ chư tôn đức tăng, và con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con cái tín hiệu. Dạ dạ thưa con thì con chỉ mới biết được tới Phật giáo Nguyên Thủy của mình từ hồi tháng con chính thức vô học Pali trong râm do sư Trí Đức dạy á, thì từ hồi tháng 8 năm vừa rồi con mới học. Thì thật sự là lúc đó thì con cũng được chị Nguyên Như á, là nhắc con là có gì là qua bên râm Nguyên Như Kỳ Viên để học vi diệu pháp. Mà thật sự là lúc đó con không có biết một cái hết, con rất là sợ. Tại vì như Liên Hoa có gửi cho con cái bản niêu á, con nhìn vô con thấy cứ đốm đốm tròn tròn mà con không biết đó là cái gì hết. Nhìn vô mình nói là không hiểu là cái gì hết luôn. Thì con rất là lo lắng, tại vì không biết là cái sự hiểu biết của con thì nó không có, nó là từ con số 0. Nhưng mà nhờ chị Nguyên Như
sách tấn con, rồi nhờ sư trí đức dạy cho con để mà con biết đọc Pali, rồi nhờ thầy kinh rất là nhiều, vì khi mà con vào học á thì con rất là run. Ở bên Râm Nguyên Như Kỳ Viên thì vô nghe nghe thầy giảng mà con không có dám giơ tay, không có dám gì hết. Nhưng mà cũng được vài tháng thì sau khi mà con biết đọc Pali, rồi sau những cái buổi học thì con cũng có chép lại bài, thì con mới hiểu ra được chút chút. Cho tới giờ này con cũng chỉ là chút chút thôi, tại vì cái này, cái vi diệu pháp nó quá là thâm sâu. Còn mình thì con thì nó dở lắm, nên với cái sự hiểu biết của con thì con chỉ hiểu được chút xíu, nhưng mà dù sao thì cũng rất là tri ân thầy kinh đã dạy cái môn vi diệu pháp này. Thì bản thân con thì con cũng không có được như cô Metta hay cô Nhật Huỳnh mà biết được quý sư hoặc là hướng dẫn cái gì trước đó hết. Con cũng chỉ tự mày mò, rồi con với lại mấy em như Liên Hoa hay như Quỳnh gì đó thì chị em tự rủ nhau để mà học rồi này kia thôi. Thì nên thành ra khi mà được thầy dạy, rồi được mấy cô chú anh chị trong room để mà động viên, thì con rất là hoan hỷ. Khi mà ngày hôm nay thì sau khi học những cái bài của thầy thì bản thân con thì con cũng có hiểu biết được một chút, tức là những cái tâm tánh xấu đồ của mình á, thì mình nhận nó ra, nhận được khi mà mình nổi lên những cái tâm tâm bất thiện như vậy, để mà mình nhìn lại bản thân và sửa đổi. Dĩ nhiên là cho tới ngày hôm nay cái tính tình của con nó cũng còn kỳ cục lắm, nhưng mà nếu mà không có học cái vi diệu pháp, không có được thầy kinh giảng và không có hiểu được, thì có lẽ tới ngày hôm nay con cũng không biết là sau này mình sẽ đi về đâu hết. Vì mình trong cái cuộc sống á, thì nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra chung quanh mà nó làm cho mình á, là không có giữ được cái sự bình tĩnh, hoặc là cái không có được cái trí tuệ để mà mình hiểu biết, thì mình lại càng ngày thì càng bị những cái sự bất bình á, cái những cái tâm bất thiện nó nổi lên đầy rẫy. Và như vậy thì con không biết là sao này con đi về đâu. Nên thành ra Israel là cho tới giờ phút này là con cũng có sửa đổi được bản thân một chút. Và con vô cái room này thì lúc thầy kinh đã dạy được một thời gian rồi, nên con chỉ theo được cái khúc sau thôi. Còn khúc đầu thì là con vẫn học tiếp tục ở bên room Nguyên Như Kỳ Viên. Nhưng mà con rất là tri ân thầy. Thì dù ở room nào đi nữa thì con cũng ráng mỗi ngày vô nghe một chút để cho nó thấm vô. Nhưng mà nghe đi nghe lại không biết chừng nào nó mới thấm cho nổi. Thì con kính tri ân thầy. Con kính tri ân sư trí đức đã có cái lớp học này để mà con có được cái duyên để mà con vào con học. Dạ, và con cũng nhân đây con cũng xin nói luôn là con cũng có làm lại cái bài của bên phần tâm. Hôm con đã làm rồi nhưng mà nó còn lủng củng lắm, tại lúc đó con làm cũng chỉ theo cảm tính thôi, bữa nào thích thì làm, nó không có đồng bộ. Nên cũng đã có làm lại rồi để mà cho nó rõ ràng và nó dễ nhìn hơn. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn có cái bài đó hoặc là muốn lấy bài về thì trong ngày hôm nay con sẽ cố gắng xong, và có gì PM cái email vào cái nick của con giùm. Thì sau khi mà con gửi cho thầy kinh kiểm tra hoàn chỉnh lại thì con sẽ gửi email đến cho mọi người ạ. Dạ, con kính tri ân thầy và con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin phép được xuống mic ạ.
Chắc không còn ai lên có ý kiến gì ha, nói cái lời gì cả, không thấy ai im ru. Thì thôi thì coi như là rất là hoan hỷ với room chúng ta hôm nay là đã học xong được phần tâm và tâm sở, 121 tâm và 52 tâm sở. Thì những buổi đầu thì chúng ta không thể nghĩ được là có thể room này có thể theo học nổi tới tới phần này, nhưng mà thật sự là lớp lớp thì cũng qua, học cũng xong, và cũng cái gì cũng nắm được rất là nhiều những cái chi pháp mà rất là tốt. Và bây giờ là cái điều quan trọng nhất đó, là những cái bài mà chúng ta đã học rồi đó, thì cố gắng ôn lại, mỗi ngày chúng ta dở và chịu khó coi, coi lướt qua coi đi coi lại nhiều lần để cho nó thẩm thấu, và nó có những cái rất là đặc biệt cái gì mà khi mình học và gì nhiều khi mình đọc lại đó, rồi rảnh mình dở ra mình đọc lại thì tự nhiên lúc đó nó sẽ phát sinh những cái trí tuệ rất lạ, nó phát sinh những cái rất là hay, những cái rất là mà mình chưa từng có, nó sẽ phát sinh. Như vậy thử vì cứ mỗi ngày mình cứ đọc 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 thì mình sẽ thấy nhiều cái nó hay lắm, vậy mới gọi là Phật pháp nó có những cái quyền diệu, những cái mà mình tưởng là mình biết rồi cuối cùng mình cũng chẳng biết gì. Mình đọc đọc đi lại mình thấy mình sẽ biết thêm những cái mới nữa, mỗi ngày mình biết thêm cái mới, và ra cái sự mà ôn lại rất là hay, rất là tốt cho cái sự học hỏi của mình. Chứ không thôi mình làm biếng, mình học xong cái mình quăng đó, rồi xong cái mình chờ cái bài mới mình học tiếp mình quăng đó, rồi cuối cùng mà quên trơn. Cho nên cái học đi học lại nhiều quá, mình đọc đi đọc lại giống như mình đọc truyện nhá, mình ôn lại mình coi lại chi pháp này kia, thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái rất là thâm sâu, những cái rất là tuyệt vời bên trong giáo pháp. Đó là tại sao mà những người ta học người ta nghe rồi ta đi hành rồi ta đắc được đạo quả được, thì cũng do cái thâm sâu thâm thúy của giáo pháp nó nằm bên trong đó. Đó là như vậy. Thì như vậy cũng mong là tất cả quý vị cố gắng, đây là cơ hội mà chúng ta thấy là cơ hội cuối cùng của cuộc đời chúng ta gặp được giáo pháp. Nếu mà chúng ta không biết trân quý, không biết học hỏi thì khi mà hơi thở mà nó ngưng cái thì coi như là xong, là mình giảng đồ nó không còn cơ hội nào nữa. Bây giờ thì mình còn có sức sống, còn có sự sống, còn có đầy đủ sức khỏe, thì chúng ta cố gắng học phút nào hay phút đó, cứ học được để làm hành trang cho cái lương của chúng ta đây trên con đường mà luân hồi, cho đến ngày chúng ta được chứng đắc được đạo quả. Thì như vậy là tất cả những cái bài học mà chúng ta đã học, nếu mình nói theo kiểu mà thường thì mình nói nó là sơ cấp, mà nghe là mẫu giáo mầm non, nhưng mà thực sự không phải đâu quý vị, rất là thâm sâu đó quý vị, học liên quan quý vị sẽ thấy những cái bài chúng ta đã trình bày là trích lục trong những cái chú giải của những bậc cao tăng không, chứ không phải chuyện thường. Thành ra chúng ta học sơ sơ mình thấy nó vậy, chứ mình coi đi coi lại thì mình mới thấy là nó không phải là sơ cấp như mình nghĩ đâu, rất là tuyệt vời. Quý vị cũng nghe đi nghe lại những cái room khác chúng ta sẽ thấy những vị sư giảng thì cũng vòng vòng nằm trong đó thôi á. Bây giờ thấy không phải là sơ cấp là mẫu giáo mầm non như mình nghĩ đâu, cũng rất là thâm sâu. Nhiều đó là cũng đủ vốn cho mình lên đường để mà vô rừng núi tu tập đó, chứ không phải chuyện đùa. Thì chương trình tuần tới tiếp tiếp theo tuần tới có thể là nếu mà để chúng ta suy nghĩ là coi nên có học bài mới hay không, hay là học hay là cho những cái câu hỏi để liên hệ tới những bài học cũ để quý vị động não trả bài ôn lại những cái bài cũ, để chúng tôi suy nghĩ tính cái vấn đề này coi sao. Tại vì nếu mà cho bài mới tiếp thì cũng được, nhưng mà không được, nhưng mà nhiều khi nhiều quá đâm ra nó dội. Rồi cho những cái câu hỏi thì có thể giúp cho mình ôn bài lại được, có thể giúp cho mình hiểu được cái pháp sâu hơn. Nhưng mà sợ nhiều cái gì không có ôn á, không có chịu ôn bài á, thì đưa câu hỏi lên cũng như không à, đưa lên cũng giống như là không biết vậy thôi, quên trơn đâu có gì đó. Thành ra giờ chúng ta nhắc nhở là mình nên ôn bài coi kỹ lại những cái chi pháp trong đó, thì khi có những cái câu hỏi gì đưa lên thì cái gì mới biết, chứ thôi không biết đâu, cũng như mới giống như mình chưa học gì. Đó là cái vấn đề. Không
ngày điểm cái điểm cuối của cái khóa thứ nhất thì chúng ta là trình bày cho quý vị về 52 tâm sở và 21 tâm đã học xong. Và cái điều học tới bây giờ đó, trở lại chúng ta phải nhớ cái buổi đầu tiên cái lớp học này được hình thành được đó, cũng do cái sư chánh định, chuyển định suối, chuyển định lên, chuyển định gài thế và bắt cho tôi lên lớp dạy. Thì đây cũng là cái duyên, như vị cho biết là đây là một cái duyên mà sư chánh định quan hỷ là mời chúng tôi để lên mở lại cái lớp vị pháp này. Thì quý vị cũng nên tri ân từ tòa chánh định đã lên tiếng để mà khởi động phong trào cho cái buổi học vị pháp được trở lại. Thật sự cái lớp gì bác đã ngừng lâu lắm rồi, cả chục năm về trước rồi, là không còn nữa. Chẳng hạn như cái phần mày vấn đáp của sư trưởng với chúng tôi ngày xưa đó, tức là sư trưởng lấy nick là Nagajina, mà chúng tôi là King Milanda, thì vấn đạo King Milanda vấn đạo với ngài Nagajina, quý vị đã đọc trong meeting vấn đáp đó, thì nó cũng giống vậy đó. Thì ngày xưa nó có những cái buổi về rất là quan hỷ, nhưng mà sau thì trục trặc rồi dẹp. Bây giờ mà có là những cái buổi đó cũng rất là vui, rất là quan hỷ. Chẳng hạn như những cái buổi của sư Lữ Tông thì chúng tôi cũng cố gắng lên để mà vấn đạo với sư Lữ Tông để tạo cái không khí về cái vấn đạo về pháp cho Phật tử chúng ta được quan hỷ và học hỏi được nhiều cái điều mà sâu sắc bên trong. Nếu mà không hỏi thì mấy ông nói biết gì đâu nói. Biết mình cần gì nói, thành ra phải có người hỏi, phải có người khích, người chọc cho mấy ông nói ra. Thì lúc đó hỏi đúng cái quyệt đạo này kia mới khui ra được. Những cái gì học hỏi bao nhiêu năm mấy ông mới nói ra. Nói ra chúng ta nghe, chúng ta học, mình gom lại gọn gàng. Tu học mấy chục năm mình chỉ cần nghe nói cái là mình lập liền bỏ túi thôi. Thành ra những cái buổi vấn đạo rất là tuyệt vời, rất là quan trọng và rất là đặc biệt để chúng ta có được những trí tuệ phát sanh từ cái nghe của những cái vị đó. Nên chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có một ngày nào đó thành lập lại được cái buổi đó, thành lập lại được cái buổi mà vấn đạo King Milinda là ngày này Nanajina Nagajina, mà không biết Nagajina giờ là ai thì mình cũng không biết được, bởi vì sư trưởng thì giờ bệnh nặng rồi, sư trưởng không làm nổi gì đó. Thì đó là vấn đề như vậy. Thì thôi, hôm nay chúng ta cũng đã hoàn mãn được cái buổi khóa học đầu tiên. Những chi pháp, những này kia chúng ta đã cố gắng để gửi đến tất cả quý vị, để cùng nhau chúng ta được hưởng được những cái hương vị giáo pháp thật ngọt ngào, thật phi diệu, thật là tốt đẹp. Do phước báo đó, tất cả chúng ta sẽ nương nhờ và chúng ta sẽ phát sanh được trí tuệ để thành tựu tất cả những điều mong ước. Nam mô Bụt Thầy Dạ, xin nhận quyết về cho Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ sa thú, sa thú, cảm ơn Minh Kinh. Dạ cảm ơn chị Meta. Dạ Nhật Quỳnh chờ hoài không thấy vị nào cầm mic. Dạ Nhật Quỳnh cầm mic. Dạ Nhật Quỳnh nhớ kỳ rồi có vị nào
Vị nào nó có câu hỏi, Nhật Bình nói lưu lại để hỏi Vinh Kinh. Dạ, nếu vị nào có câu hỏi thì đưa lên đi, tại vì cũng sắp hết giờ rồi. Dạ, Nhật Bình có nói là có câu hỏi trong bài học của Vinh Kinh đó, thì vị nào có câu hỏi thì đưa lên. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nguyễn cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, trong đạo tràng có vị nào có câu hỏi không? Dạ không, Nhật Bình nhớ không phải của Diệu Thanh. Dạ, không biết ở bên trong kia thì sao, nhưng bên này Nhật Bình nhớ không phải là của Diệu Thanh. Dạ. Tại gì vậy? Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, có phải của Dung Nguyễn không? Dung Nguyễn, phải của Dung Nguyễn có câu hỏi không? Dạ, Dung Nguyễn có đã nghe được âm thanh Nhật Bình không? Ồ, vậy hả? Vậy chắc Nguyễn nhớ đúng rồi. Dạ, à, Diệu Thanh 83 hả? À, cảm ơn. Cảm ơn cho Nguyễn. Dạ, vậy thì không có ai có ý kiến gì nữa. Tụng kinh hả? Dạ, không ai không có ý kiến gì nữa. Con cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, dạ không, Phật pháp rồi, sư trưởng lúc nào cũng có người chăm sóc hết á, dạ không có ở một mình đâu. Dạ, hiện tại là sư đang nghỉ cái phòng sát bên sư pháp tính luôn. Dạ, hai cái phòng gần nhau, ở phòng bên sư pháp tính. Còn khi mà đưa đi bệnh viện này kia thì sư pháp tính và có cô Hai Lý và có người phụ giúp nhiều lắm. Dạ, sư trưởng không có ở mình đâu. Dạ, rất cảm ơn Phật pháp mà lưu ý đến ngài, nhưng mà ngài rất là nhiều chư tăng và Phật tử lo lắng cho ngài. Dạ, lúc nào cũng có chư tăng và Phật tử, những vị ở nước ngoài, cả ở Việt Nam, tại vì cháu ngài hướng dẫn cho đi tu đông lắm, nên là mà toàn là những vị giỏi không à, mà rất biết ơn ngài, nên ngài không có ơn mình đâu. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ không phải, không nghe, nhiều khi người đâu đó nghe không có rõ ràng thôi, chứ còn Nhật Bình thì về sư trưởng thì Nhật Bình rất là rõ ràng. Dạ, rất là rõ ràng, tại vì Nhật Bình người ở Biên Hòa mà. Dạ, nên và liên lạc thường lắm, nên rất là rõ ràng. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, con không biết Thượng Tọa Thanh Tâm có nghe được âm thanh con không, Bạch Sư? Dạ, sư còn có chiếc máy không, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ Thượng Tọa Thanh Tâm có chiếc máy không, có nghe được âm thanh con không? Thôi bây giờ Nhục Quỳnh sám hối đi. Dạ, sám hối xong rồi chờ sư trở lại máy. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi chính pháp rất là hữu ích ngày hôm nay. Mình học di chuyển pháp, một môn rất là khó đối với Nhật Quỳnh. Dạ, nên là học được là rất là khó lắm rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Giá kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi chính pháp ạ. Uttamange vande hang ba da phang sum va ruttamang buddhe yo khalito do so buddho kamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham manh cha đều vi thăng qua răng tham mê vô khalito đổ sâu tham mô tham tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con.
Uttamang ghe na vạn đề hăng sẵn khanh cha dự vị thọ tam ăn sẵn khê dơ khách tổ đô sơ sẵn khô khám mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cuối đầm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cuối sinh tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thủ lành thai con kính nhân Bích Đính Sư ạ. Dạ, mô Phật, con xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Ba qua tu sắp pha măng ga lăng rắc hành tu sắp pha đề qua ta sắp pha bút đà nu bà quê nã sa đà so thị ba quần tu tê. Ba qua tu sắp pha măng ga lăng rắc hành tu sắp pha đề qua ta sắp pha đầm ma nu bà quê nã sa đà so thị ba quần tu tê. Ba qua tu sắp pha măng ga lăng rắc hành tu sắp pha đề qua ta sắp pha sang ga nu bà quê nã sa đà so thị ba quần tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật kính chào đạo tràng ạ. Sa thú lành thai chúng con thỉnh đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh, thượng tọa Thanh Tâm từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ con xin sám hối ạ, con đã nói sai. Nam mô Bích Tha. Dạ Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni và anh ta li khe ta tha ga tăng đê và ma nu sư bù chi tăng bồ tăng nam sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni và anh ta li khe ta tha ga tăng đê và ma nu sư bù chi tăng tham mang nam sa na sa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni và anh ta li khe ta tha ga tăng đê và ma nu sư bù chi tăng sang khang nam sa na su wa thi ho tu. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chư làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội hợp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi lễ các pháp đã coi giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được pháp sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội hợp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Học pháp và thính pháp, thảo luận Phật pháp. Chúng con thành kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy